Từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 12, tàu 261 và tàu 263, lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vượt qua cơn bão số 15 và số 16 để hoàn thành tốt chuyến tuần tra chung cùng Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Đây là lần thứ 36 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức tuần tra chung. Cán bộ chiến sĩ trên tàu 261 và 263 đã xác định quyết tâm cao nhất và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho chuyến tuần tra. Và hai tàu rời quân cảng vùng 5 Hải quân khi bão số 15 bắt đầu vào Biển Đông. Thì chúng tôi tập trung chuẩn bị con người, từ tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, đặc biệt là quán triệt các quy chế, các quy định về công tác đối ngoại, quốc phòng của chúng ta, huấn luyện cho bộ đội về các kỹ năng hoạt động trên biển, các kỹ năng về ngoại giao, các kỹ năng về tiếp xúc với bạn trong quá trình hoạt động trên biển cũng như trong quá trình chúng ta thăm bạn. Mặc dù ảnh hưởng của cơn bão số 15, sóng to, gió lớn, nhưng tàu 261 và 263 của Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 431 và 432 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã thực hiện đúng các phương án tuần tra chung. Quá trình tuần tra hai bên đã thực hiện đúng các thủ tục, quy ước chung, đồng thời triển khai huấn luyện chung về cờ tay, ánh đèn, thực hiện bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển CUES và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Trong điều kiện hoạt động rất là phức tạp, sóng to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế, tuy nhiên là kết quả đạt được của giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan là rất là tốt đẹp. Thì đã hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện phức tạp như huấn luyện thành lập đội hình tuần tra, rồi huấn luyện nội dung tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia tuần tra chung và giao lưu với các bạn Hải quân Việt Nam. Nhất là trong chuyến tuần tra chung vừa rồi, sóng to gió lớn như vậy, nhưng các bạn đã hoàn thành tốt các nội dung đã xác định trong kế hoạch. Tôi mong muốn Hải quân hai nước sẽ có nhiều hoạt động như thế này để chúng tôi được giao lưu, học hỏi từ các bạn. Việc Hải quân Nhân dân Việt Nam cử tàu tham gia tuần tra chung và thăm Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã thể hiện thiện chí tăng cường quan hệ hợp tác với quân đội Hoàng gia Thái Lan, cũng như tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị với Hải quân các nước trong và ngoài khu vực.